Rồi, xin chào cả nhà ha. Hôm nay thì mình xuống để cập nhật thêm tình hình về mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha. Hôm nay thì mọi người đang thấy thì có rất là nhiều những cái hình mới này. Đó. Đó, thì đây là những cái tấm hình mới của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cái hình này là do cô Liễu Phan ở Úc Châu dâng lên nha mọi người. Đó. Đẹp chưa mọi người ơi? Hồi xưa cái xì tai mặc quần có cái dây nè, của nghệ sĩ Vũ Linh nè. Đó. Nhìn rất là lạ ha. Kế bên này thì cũng có một cái luôn, cũng là của cô Liễu Phan bên Úc Châu luôn mọi người ơi. Cái hình này là hình trong trang phục của một cái vai diễn nè. Đó. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì được biết là hôm nay là cái ngày mà sẽ gắn cái hình lên mộ của cố nghệ sĩ ấy, thì mình đến quay để cập nhật tình hình cho mọi người ha. Đây có một cái album luôn. Album của ai vậy anh? Album của Nam Vũ Linh nè. Nhưng mà là ai tặng nè? Đẹp quá ha. Trời ơi, làm tỉ mỉ quá. Biết bao nhiêu là hình ảnh luôn. Photo Nguyễn Hoàng, designer Nguyễn Hoàng. Ôi cả nhà coi nè. Photo và design by Nguyễn Hoàng nha. À Lê Hoàng chứ. Ồ xuất sắc quá cả nhà ơi. Ô. Lê Hoàng, Lê Hoàng TV. Cái anh này hình như là chuyên nhiếp ảnh gia về cái mạng nghệ sĩ nha. Ờ, Lê Hoàng TV nè. Anh có kênh rồi. Anh là cái kênh YouTube, YouTube chuyên về các nghệ sĩ cải lương á, cho nên là anh giữ rất là nhiều hình ảnh nè. Ôi ôi xuất sắc quá. Nhiếp ảnh á. Cả nhà coi luôn ha, cả nhà coi chiêm ngưỡng luôn nha. Đó. Mình lật hơi nhanh, cả nhà muốn coi thì cứ lật qua lật lại để coi ha. Đó. Mấy chục trang luôn. Ôi ôi từ đầu nè. Ôi ôi ông Hoàng cải lương Hồ Quảng. Có cái thông tin chi tiết về cố nghệ sĩ luôn nha mọi người. Đó. Làm rất là tỉ mỉ ha. Trời ơi. Diễn viên tham dự giải Trần Hữu Trang được yêu thích nhất năm 1991. Đó. Quá xuất sắc luôn. Rồi, cái chỗ này mọi người coi rồi ha. Đó. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là hôm nay là đang tiến hành. Ôi. Đó. Coi như đang làm á mọi người. Đang đập ra để mà gắn hình lên nè. Đó, tạo cái độ bám cho cái hình ha, phía sau nè, đục ra. Đây, đưa cái hình vô. Đó, cả nhà xem ha. Thì các anh thợ đang đục khoét nè. Đó. Hôm qua thì hình như là ấy rồi nè. Cái này là khắc chữ đằng sau nè. Đằng sau cũng có một cái hình ảnh cũng đã đang đục nè. Mấy cái anh thợ đây đang đục để dán cái hình lên ha. Nghe đây. Đó. Mới ăn đâu mà. Rất là. Nhưng mà không biết mình rửa sạch đi sẽ đẹp hơn đúng không? Đúng. Mà cái này là gắn ấy chưa ta? Hình như là đã khắc sâu rồi đúng không? Khắc sâu rồi, chứ là khoan vô rồi mà chưa có sơn lên ha. Đám mình chắc khổ qua cũng được, tại vì bây giờ cái 10 giờ rồi. Đây là mọi người khung hình này là chưa hoàn thiện nhá. Đó, đang làm nha. Mới khởi đầu thôi. Đang trong quá trình đục đẽo đó mọi người, cho nên nó cái đó cái hình hả? Cái gì vậy? Cái hình để gắn lên hả? Cái hình không? Em coi thử coi. Hình như cái này là cái hình nữa sao nè mọi người ơi.
Đó, hình của nghệ sĩ nè. Đây là cái hình gắn phía trước nha mọi người. Cái hình này hình chính nha mọi người. Đó là mặc áo đỏ, vai hồ quảng. Đó. Còn đây là cái hình đằng sau. À, về đó hả? Ok, em biết rồi, em biết rồi. Ok. Còn đây là cái hình phía sau mọi người. Cũng là mão. Mão này là mão gì này? Mão con này là mão giá mình kêu á. Ờ. Tấm hình chính luôn mọi người. Tấm hình chính mà phía sau lưng nha, đó. Cái miếng đá này rất là giá trị rất là cao. Em đóng lại nha. Di chuyển lên. Đó, mấy anh đang làm tiếp nè mọi người. Dự kiến là chắc chiều nay chắc xong nữa mọi người. Đó, mọi người đang rất là quan tâm cái tấm hình chính của cố nghệ sĩ Vũ Linh nha. Đó, rất là tuyệt vời cô chú chị ha. Tuyệt vời luôn, đẹp quá luôn. Đây là tấm hình thì mọi người đang chuẩn bị gắn hình lên nha cả nhà ơi. Một chút xíu nữa là gắn xong thì mình sẽ quay tiếp là cái cảnh gắn lên cho mọi người coi ha. Hôm nay thì vẫn còn rất là nhiều cô chú anh chị tới thăm, tới viếng và tới để trò chuyện với cố nghệ sĩ Vũ Linh ha. À. Cô ơi, cô ở đâu lên vậy cô? Cô ở đâu tới vậy? Lấy thiêu qua hả? Cũng gần ha, cũng không xa lắm. Ủa vậy hả? Con chưa có quay cô, con mới lên. Thần tượng. Dạ. Hôm nay cô biết là gắn hình cô lên hay là cô muốn lên từ lâu rồi? À. Dạ. Làm tham quan thấy mộ của cố nghệ sĩ cô thấy sao? Rất nghe cậu vậy là đẹp cái màu cái dòng là rất nghe cho cô rất nghe. Tôi không đi chứ tôi cũng coi coi hoài luôn anh coi. Coi trên Facebook hả? Dạ. Vậy là coi rồi có biết tình hình như thế nào mình có lo không? Cô thấy lâu quá. Lâu quá hả? Ừ. Làm cái mộ lâu. Tại là do không thống nhất được cái nội dung á, cho nên là cứ lâu rồi. Ngày bữa nay cô biết cái nội dung ghi trên mộ sao, cô có quan tâm không? Chưa luôn. Không có gần trên mộ đâu. Dạ. Mấy cái dòng hoài bông hoa đồ đẹp hết trời. Dạ. Đầy đủ hết. Hình rồi nữa có thoải mái chụp hai. Mấy mấy con chụp hai cái tấm hình đó rồi, hình bự á. Wow. Cô có chụp chung chưa? Chụp chung với mấy cái con. Dạ. Yeah. Thôi về thấy cũng đẹp rồi. Dạ. Yeah. Ông mà chú mất mà cái tiếng thơm để lại, cái sự yêu mến để lại rất là nhiều luôn cô ha. Dạ, con cảm ơn cô nha. Dạ, dạ. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Con đi quay vòng vòng chút xíu. Dạ. Đó, bà ngoại của gia đình đó mọi người, lên thăm chú Vũ Linh. Tường thật như đã băng xuống. Đó, thì khi nào mà lên cái hình ảnh thì mình sẽ tiếp tục quay cập nhật thêm cho mọi người nha. Mọi người nhớ đón xem kênh của mình nha cả nhà.